chữ xui ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi, sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao, yên vui làng xóm cái mà cũng vui, chị xui ơi, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui, ông xui à, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn, nói mà nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khá khâu, nồi cơm chưa nấu, bao nhiêu chín cơm, nói mà nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn, nói mà nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khá khâu, nồi cơm chưa nấu, bao nhiêu mà chín cơm, nói mà nó nghe, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Thật ra tôi cũng muốn là cho thằng cha sáu bảnh á, thằng cha quay lại với bà tám. Ngày xưa hai người có quen, còn tôi thì cũng có, nhưng mà tôi là cái dạng mà tình yêu mà học trò mà trẻ trâu thôi, nhất thời lắm, đâu bao giờ để gì khắc cốt ghi tâm gì trong người đâu, cho nên nhiều khi người ta hiểu lầm tôi. Tôi nói thiệt, trái tim tôi này chỉ có mình Thu thôi. Mà giờ Thu cũng thờ ơ, cũng không muốn thì thôi. Nằm tỏn Good man I like. Lại là cái tụi thằng Tín thằng Phú hả? Dạ đúng thằng Bác Sáu, là tụi nó đó. Cái này á, phải để công an còng đầu tụi nó mới biết sợ. Dạ, con nghe đâu á là tụi nó đang bị công an truy nã vì những tội mà tụi nó đã gây ra trước nay đó tía. Dạ, con chào Bác Sáu. Chào anh. Em muốn nói chuyện với An chút. Dạ, cảm ơn bác. Chào chị. An đỡ chưa? Tôi ổn rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi à. Cỡ trái cây gửi cho An nè. Được rồi, có gì đâu mà chị phải chu đáo như vậy. Thật sự thì cảm ơn An rất là nhiều vì đã cứu tôi, tại tôi mà làm cho An bị thương như vậy. Có gì đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều. Đi đường á, thấy chuyện bất bình tôi thường hay can thiệp lắm, bị như vậy là chuyện bình thường mà. Xin lỗi An nha, đừng giận tôi nha. Thiệt sự là trước giờ tôi có lỗi với An nhiều lắm. Không có gì đâu. Nè, gọt cẩn thận, đứt tay bây giờ đó. Ăn ngon không? Ngon, nhưng mà thấy anh nhìn miệng á, không có ngon chút xíu nào hết á. Trái cây nhà trồng đó. Ăn đi, chứ nhìn Thu hoài, Thu ngại muốn chết à. Thu cứ ăn đi, Thu mà ngon miệng á là tôi vui à. Nè. Hả? Không, cái gì nè, dính đây nè. Muối, miếng muối. Dì Thu. Con. Dì Thu cứ việc ăn đi. Tại vì tính đứa con ngộ lắm, ổng chỉ cần nhìn dì Thu thôi là có thể nhịn ăn từ sáng tới chiều luôn.
Nói gì vậy? No. Hả? Con biết con nói vậy là con nói đúng không? Đúng rồi. Sao hôm nay không ra vườn rau? Con ra vườn rau không chị? Đi đi, ra vườn rau coi mình đi, hiểu không? À, dạ, thôi dì Thu con đi nghe. Tí con đi à? Ờ, đi đi con. Chúc tí vui vẻ nghe. Chúc dì Thu hạnh phúc nha. Ồ. Quỷ sứ, nó phá hai đứa mình. Thôi kệ nó. Con cái chứ vậy chứ, nói nào ngay. Hai đứa giờ nó cũng lớn mà nó cũng thấy nè, nó cũng tốt. Vậy được, mừng rồi. Nè. Chừng nào Thu về Mỹ? Làm sao biết được? Khi nào mà công an tìm được giấy tờ tiền bạc thì lúc đó tôi mới về. Mà không biết khi nào tìm được. Phải nói là trong cái rủi nó có cái may. No. Toản sai rồi. Mất hết tất cả toàn bộ giấy tờ tiền bạc mà nó là mai đó hả? Cái mai ở đây là gì nè? Cái mai á là nếu như mà không mất giấy tờ thì Thu đâu có về đây. Mà Thu đã không về đây thì đâu có gặp được Sáu Bảnh, không gặp được Tám Điệu, mà cũng không gặp được Năm Toản nữa. Nhưng mà hả, nhiều khi ở nhà của anh Sáu Bảnh Thu cũng bực mình lắm. Ổng làm cho Thu hả bực tức nhiều chuyện lắm á. Thôi được rồi, Sáu Bảnh có làm gì á để Năm Toản bù đắp vô cho. Bù đắp? Bằng cách nào? Có cách thôi. Có mới nói nghe. Chứa đó, Năm Toản nói là làm. Ăn nữa không? Nữa chứ. Giọt nha. Ok. Anh Nam. Ủa, cô tới đây làm gì? Em muốn gặp Thùy An. Thôi có gì á, cứ nói với tôi đi. An mới vừa xuất viện, không được khỏe. Nhưng mà em có chuyện muốn gặp. Không sao đâu. An, chị Liễu. Chị khỏe chưa mà qua thăm tôi vậy? Chị không sao, em khỏe rồi hả? Có chuyện gì không chị? Chị muốn xin lỗi em và xin lỗi anh Nam vì những chuyện mà chị đã gây ra. Tới bây giờ thì chị đã hiểu tại sao mà anh Nam không chọn chị mà lại chọn em. Bởi vì chị là người không xứng đáng. Thực ra là anh Nam chỉ coi tôi giống như là em gái thôi à. Chị đừng có hiểu lầm. Tôi nghĩ là vì chị quá yêu nên mới mù quáng ghen tuông vậy thôi. Không đâu, chị là phụ nữ cho nên chị cảm nhận được tình cảm của anh Nam. Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh còn hàn gắn tình cảm cho An và Khang nữa. Anh chỉ coi Thùy An như là em gái thôi. Nếu vậy thì tại sao 5 lần 7 lượt anh muốn né tránh em? Tại vì em thay đổi quá nhiều. Em không còn giống như em lúc mà anh đã từng yêu. Xin lỗi mọi người. Có lẽ là những gì mà em làm khiến cho mọi người không thể nào tha thứ cho em được. Nhưng mà thực sự thì trước đây là do chị mù quáng trong tình yêu, làm mờ cả lý trí luôn. Mọi người đừng có giận và bỏ qua hết đi nha. Thực ra nếu mà nói không giận chị là tôi nói dối. Nhưng chị đã cất công qua đây và biết sai. Với lại dù gì chị cũng đã nói lời xin lỗi, thì coi như mọi chuyện xí xóa hết nha. Mong rằng sau này chị không tái phạm nữa. Nói như vậy là em chịu tha lỗi cho chị rồi hả? Ừ. Cảm ơn An rất nhiều. Thật không ngờ là An lại rộng lượng như vậy. Lần này chị sẽ phối hợp với chính quyền để mà đưa bọn Chanh, Tính và Phú ra pháp luật. Thôi nếu được như vậy thì quá vui. Chúng ta mãi là những người bạn tốt nha. Thực ra theo ý kiến của em, có thể nào còn duyên còn nợ anh chị quay lại với nhau được không? Chị An ơi, chị An. Hả? Em có cái này muốn gửi cho chị Xuân á. Mà sao hôm nay chị Xuân không đi làm vậy? Chị Xuân có việc đột xuất á. Chắc là ngày mai chị đi làm lại. Mà em gửi cái gì vậy? Để chị đưa giùm cho. Dạ thôi, em muốn tự tay gửi cho chị Xuân ạ. Chị cảm ơn. Chắc ngày mai chị đi làm lại đó. Dạ, cảm ơn chị. Em chào anh. Sao hôm nay Xuân không đi làm?
Sáng chị điện thoại cho em nói là chị mệt trong người. Chắc là chị không sao đâu, ngày mai chị đi làm lại mà. À, mà anh nói là hôm nay sẽ có khách hàng để làm việc đúng không? Anh cũng đang chờ điện thoại đây. Thôi để mình chủ động mình gọi điện thoại luôn. Ừ. Dạ, alo. Dạ, khi nào anh tới à? Rồi, tôi tới rồi. Tôi tới rồi. À, dạ, dạ. Sao anh? Sắp tới rồi. Thực sự cũng may là có anh tìm được khách hàng mới. Coi như lần này mình đã cứu được cái số hàng vừa rồi. Chứ nếu không là em chết chắc luôn á. Kìa, tới rồi. Dạ, chào anh ạ. Chào cô cậu. Tôi đến đây để xem mẫu mã sản phẩm của xưởng mình. Dạ được, mời xin mời anh. Mình có mẫu mới không? Dạ, đây là mẫu mới nhất. Mẫu thiết kế bên em vừa mới thành phẩm. Anh xem thử đi. Dạ thì đó, thì tùy anh muốn kết hợp mẫu thiết kế này với cái giỏ nào cũng có thể được hết á. Tùy theo ý muốn của bên anh. Anh thấy sao ạ? Về mẫu mã thì cũng tương đối. Dạ. Nhưng mà so với cái giá mà cậu chào với tôi thì hơi cao. Dạ, nếu như mà anh thực sự có thiện chí á, thì bên xưởng của chúng tôi có thể giảm giá cho anh. Tôi nói thẳng nha. Dạ. Tôi chỉ có thể mua được nếu cô với cậu giảm 30% so với giá ban đầu. Vậy thì cô cậu cứ bàn bạc đi. Nếu mà đồng ý thì gọi điện cho tôi. Dạ, cảm dạ ơn rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ cảm ơn cảm anh, cô chào cậu. Anh chào anh. Chào. Cái gì vậy? Giảm 30%? Trời ơi, cái đó làm sao mà mình đủ tiền để trả cho nhân công đây? Chứ đừng nói là xuất hàng cho công ty bên ổng. Thôi, để mình tìm cách khác vậy. Ủa, vậy là cái tiền mà thằng Khang với thằng Lộc mà đem qua cho con An mượn đó là tiền của Năm Toản với lại Tám Điệu hả? Ủa, vậy chứ anh nghĩ là tiền của tụi nhỏ hả? Tụi nó làm gì có tiền? Tiền của anh Năm Toản với chị Tám đó. Sao tôi ngu dữ vậy trời, tôi không nghĩ ra cái chuyện đó luôn á. Ủa, dạ, chào anh Sáu. Dạ. Chào anh Sáu. Dạ, chào anh Sáu. Dạ. Ôi cha. À, hai người tới cùng một lượt hay là rủ nhau tới vậy? Tôi rủ chị qua thăm anh Sáu. Với lại chị Tám chỉ có đem cái miếng khô này nè. Dạ. Khô này anh thích nè, ba anh ăn đó. Dạ. Sao không để hai người ăn luôn đi? Trời. Cười gì cười, nói gì vui đâu cười. Money. Thank you, money. Thôi thì vừa rồi tôi cũng nghe nói là cái tiền mà thằng Khang với thằng Lộc mà đem qua đây là tiền của hai ông bà. Tôi thay mặt con An cảm ơn. Thôi mà, ơn nghĩa gì. Dù sao đi nữa, thấy không? Tụi nhỏ nó cũng là con cháu của mình. Với lại tôi với lại anh Sáu với lại chị Tám cũng là bạn từ xưa tới giờ, cũng chồm sớm láng giềng. Yeah. Và sắp tới tôi có làm xu gia với anh Sáu nữa. Cho nên cái chuyện là mình giúp đỡ nhau là chuyện nó bình thường thôi anh Sáu. Đừng nghĩ, đừng ngại gì hết nghe. Nè, cái thái độ mà thấy hai người vô ngồi chung như vậy đó, mà thân mật mà cười, đó đó đó, vậy đó. Hiểu lầm phải không? Nghĩ là hai người này có tình ý với nhau chứ gì, đúng không? Tôi nghĩ vậy đó rồi sao? Thiệt không? Thôi nói chơi vậy. Tôi chị Tám không có gì đâu anh Sáu ơi. Chẳng qua tôi làm vậy á, tôi khịa khịa cái vụ tình cảm vậy để chi? Tôi khơi vậy cái tình cảm trong lòng của anh đã dành chị Tám từ đó tới giờ. Thôi mắc cỡ gì nữa, già lớn rồi, hai thứ tóc rồi, mắc cỡ gì nữa, cứ có gì cứ nói thiệt ra đi ông ơi. Mình thương mà mình còn nhớ mình nói gì, đừng mắc cỡ gì ông ơi. Nói gì đi. Đó. Sao? Ý bà làm sao? Hả? Tôi thì sao nói thẳng. Trải qua bao nhiêu chuyện vừa rồi, lòng tôi không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Kỳ vậy? Sao tự nhiên
tình cảm vẫn còn nghĩ trong lòng chứ. Anh nói gì đi, sao ngồi đơ ra vậy? Ta đã nói vậy rồi còn tôi còn nói cái gì nữa? Người gì khô như con cá hú, thân hình là ốm như con khô rồi, ít nhất bên trong, bên trong tâm hồn cũng có chút gì ướt ướt. Nói sao mà cạn lời. Đâu có được xúc phạm tôi như vậy được. Muốn nói tôi cái gì nói, đâu có được có xúc phạm cái nét đẹp thiên nhiên mà trời cho tôi như vậy được. Bà về đâu? Ôi, cảm ăn thua gì tơi 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 thâu dữ. Nhớ nha, đừng để hối hận nha, hối hận á. Đừng để hối hận nha. Tôi mong là anh hãy suy nghĩ lại. Bởi vì anh giảm 30% thực sự là rất tội cho các công nhân. Anh thấy đó, tất cả các sản phẩm đều làm bằng tay hết. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, rất là tội cho chủ xưởng. Tôi hy vọng là anh có thể giúp tôi. Mình giảm ở cái mức nhẹ hơn nữa được không ạ? Tôi đang băn khoăn nè. Cô là gì với cái xưởng mình đó? Thực sự thì tôi không là gì hết. Nhưng những người đó là những người tốt, là những người rất tốt. Nhờ họ mà bà con ở đây có công ăn việc làm. Nên tôi hy vọng là anh cũng sẽ có một điều gì đó giúp cho họ. Tôi cũng rất cảm kích về tình cảm của cô dành cho xưởng và bà con nơi đây. Dạ. Vậy thì tôi sẽ giảm còn 15%. Tôi thấy sao hả? Thật sự thì anh giảm 15% thì tôi rất là vui rồi. Nhưng nếu như mà anh có thể giảm thêm một chút xíu nữa, tôi sẽ càng cảm kích anh hơn. Thôi, 10%. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Như vậy thì tất cả các công nhân ở đó ổn định cuộc sống hết. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng ra là tôi sẽ chốt là 10%. Dạ. Nhưng tôi cảm kích thái độ của cô dành cho bà con ở đây và bạn bè bên xưởng. Tôi quyết định giảm 5% nữa. Tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn cô. Chào anh. Tính tiền đi chị ơi. Dạ. Cảm ơn ạ. Ủa anh Nam, anh đi uống nước hả? Cô ngồi đi. Không ngờ gặp anh ở đây. Có phải chính cô làm chuyện đó không? Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Chuyện gì? Cô đừng có giả bộ ngây thơ vô tội nữa. Có phải chính cô đã mua chuộc ông Khanh để kêu ông ta từ chối mua hàng ở xưởng mỹ nghệ không? Tôi cứ tưởng đâu cô đã ăn năn hối hận, hối lỗi. Nhưng không ngờ con người cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Đúng á, là em có quen ông Khanh, nhưng mà em không hề dính dáng gì tới chuyện của xưởng mỹ nghệ cả. Anh phải tin em chứ. Tôi cứ tưởng đâu chúng ta có thể làm bạn với nhau, nhưng thật ra tôi đã lầm. Anh Bảo Nam, anh Bảo Nam, em đã nói là em không làm thật mà, tại sao không tin em chứ? Em không ngờ là anh có những sáng kiến táo bạo thiệt. Vì muốn tác hợp cho anh Sáu với chị Tám yêu nhau lại bằng cách là anh lại suy nghĩ ra là mình chấp nhận làm kẻ thứ ba để cho anh Sáu nghi quan và hiểu lầm anh. Mà thật sự là em cũng hiểu lầm anh đó. Lúc đầu là em nghĩ là anh thích chị Tám thiệt, mà ai đời người ta đã thích nhau rồi chen chân làm cái gì, chứ đâu có biết đó là cái cách anh muốn cho hai người đó tái hợp lại với nhau. Lúc đầu á gặp Thu á, tôi có cảm tình, nhưng mà tôi ngại cho Sáu ảnh. Thôi bây giờ coi như là làm quà được chứ Sáu ảnh rồi. Đó là tôi vui lắm, nhưng mà còn rắc rối còn cho Bảy nữa. Anh Bảy sao? Thì
cái vụ mà đặt tên cháu ngoại, cháu nội rồi đó, tôi với ổng cứ tranh qua tranh lại rồi gây gỗ với nhau. Với lại tình cờ tôi thấy ổng chở con bé kia, tôi lại hiểu lầm, đâu có ngờ con bé đó là cháu ruột của ảnh. Tôi lại đi nói với chị là tôi nói ảnh có bồ nhí, cho nên là vô tình cái mình làm cho gia đình ta lục đục vậy, tôi áy náy quá trời luôn. Mà không ngờ là anh nhiều chuyện quá, đàn ông mình nhiều chuyện quá, bởi vậy anh Bảy giận anh là phải rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ anh cứ gặp anh Bảy đi, rồi giải thích rõ ràng cho anh Bảy hiểu là xong chứ gì. Thì đó, mỗi lần là muốn cũng giải thích cho anh hiểu lắm. Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà qua nhà anh á, định nói chuyện đó là ổng đuổi tôi về rồi, ổng gây gỗ tôi, ổng đuổi tôi về, cho nên chưa có cơ hội nào để nói chuyện với anh cho nên anh hiểu. Thì tôi nghĩ chắc chắn trước sau gì phải kiếm một cơ hội nào đó để nói chuyện với anh Bảy. Vậy đi ha. Thì ra là anh xui, anh cũng muốn tốt với gia đình của mình chứ anh không hề có ý xấu. Vậy mà mình hiểu lầm anh, mình thiệt bậy quá. Chắc là mình phải qua nhà anh gặp anh xin lỗi mới được. Thưa tía, con mới về. Ừ. Sao tự nhiên tía nằm đây vậy tía? Rồi con Út đâu? Ta bị cảm cảm mấy bữa nay mà. Ủa vậy hả tía? Gì? Rồi con Út đâu? Nó không có nhà hả tía? Đi hết trơn rồi, có ai nhà đâu. Dạ. Ủa tía, tía sao vậy? Tía thấy trong người sao rồi hả? Trời đất ơi, sao mà người tía rồi trán nóng quá vậy nè, tía bị sốt rồi đó. Tía uống thuốc chưa? Không có sao đâu mà. Tía, sáng giờ tía có ăn gì chưa? Ui, ăn uống gì bay lo gì, bay cứ lo công chuyện đi. Không được đâu, con chạy xuống dưới con nấu cháo rồi pha sữa cho tía nha. Thôi khỏi. Mà sáng giờ bệnh vậy rồi tía uống viên thuốc nào chưa vậy? Chưa. Thiệt tình luôn á, con Út cũng không có nhà nữa. Rồi ở trong nhà còn ai không tía? Không có gì Thu luôn á hả? Tía, tía ngồi chờ con chút nha. Con chạy đi mua đồ ăn, rồi con mua thuốc cho tía liền. Nha tía, tía đợi con nha. Nó là con tôi đó, đẻ ra hai đứa, kêu đi hết rồi nó còn hỏi ở trong nhà này có ai không. Còn con chó ở trong đó với tao đó chứ ai. Oh my god, được rồi hả? Ok ok, thank you, bye. Ai gọi vậy? Công an thành phố. Họ gọi họ báo cho Thu biết là họ đã tìm được giấy tờ tùy thân của Thu rồi. Ồ. Như vậy là chuyến du lịch về vùng quê của Thu sắp sửa kết thúc. Thu phải về nước lại rồi. Nếu bỏ luôn giấy tờ, mình không về được không? Cái gì? Ở lại đây hả? No. Tự nhiên Thu là một người không giấy tờ hả? Nếu mà muốn ở lại đây á, khi nào mà có người nào mà đứng ra bảo lãnh cho Thu nhập khẩu vô thì Thu mới ở lại được chứ. Đây, tấm lòng của Năm Toản này và trái tim của Năm Toản này, được chưa? Dù cứ nói miệng như vậy ai mà tin, phải có gì chứng minh để cho người ta tin tưởng rồi người ta mới ở lại được chứ. Quỷ hả? Quỷ gì? Nè, chịu về chung với anh một nhà nha. Yes. Có chân đụng kìa. Kệ nó, cho nó đụng như đâu đụng đi, không sao đâu. Về 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 luôn. Ôi, từ từ nha. Giống như chú bác này lủi thủi con mình ơn à. Nếu sống một mình rồi những lúc đau bệnh không có ai chăm sóc, lúc đó tía sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn biết bao nhiêu.
chân mình đã quá ích kỷ khi ngăn cản tía và má chồng mình. Tía. Cái gì đó? Con mua thuốc, con mua sữa gì cho tía nè. Ê, hồi nãy tía có nấu nồi lá xong, tía xong rồi. Thế cũng đỡ đỡ rồi, mát rồi. Thiệt tình luôn á. Bệnh hoạn mà nhà không có ai lo cho tía hết. Chán ghê luôn vậy đó. Tía, con thấy hổng ấy, Tía kiếm người bạn đời chăm sóc cho tía đi. Về già còn hữu hỷ, chứ sau này còn có mình tía. Bệnh hoạn không có ai lo. Ôi, mày nghĩ tới ba cái chuyện đó làm gì? Cuộc đời tao sống mình quen rồi, đừng lo cho tía. Thôi mà tía, con nói thiệt á. Dạ chào anh. Mới chào tôi hả? Dạ. Em chào tôi. Dạ đúng, tôi chào anh. Dạ, dạ không dám chào anh. Trời đất ơi, bãi anh làm tôi giỡn giỡn ra anh bãi mỗi lần em gặp tôi. Ông xuống hôm nay tôi nghĩ anh là sao anh bãi. Tôi ngồi được không? Dạ em cứ ngồi. Ngồi đi anh. Giỡn nhà gà của anh sao tự nhiên nay cứ chào anh tôi giỡn nhà gà có chuyện gì vậy anh phải làm tôi lẩn khẩn quá phải. Thì cái chuyện đó là vậy, lâu rồi tôi hiểu lầm anh, cho nên cái ngày hôm nay tôi muốn qua đây để mà xin lỗi anh một tiếng. Thứ hai nữa là tôi cũng muốn để cho vợ chồng của con Hạnh với thằng Phúc nó được về đoàn tụ với nhau, chứ đứa ở Nam đứa ở Bắc thì rất là tội nghiệp. Với lại hơn nữa thằng cô Bi nó rất nhớ tía của nó, lúc nào nó cũng nhớ làm cho tôi thấy trong người tôi nó khó chịu gì đâu á. Cho nên cái mục đích của tôi ngày hôm nay tôi tới đây á là gặp anh để mà muốn hòa giải với anh. Ý của tôi chỉ là vậy thôi. Anh nói thì tôi nói luôn. Là lâu nay tôi cũng lỗi một phần trong đó chứ không phải là không có đâu. Không phải riêng anh có lỗi đâu, tôi cũng có lỗi. Nhiều khi á tôi lo cho gia đình anh, hạnh phúc của anh mà cái cách tôi lo nó không đúng, không phải là gì cho nên đâm ra nó không có hay. Thì thôi hôm nay sẵn anh nói vậy tôi cũng xin lỗi anh luôn. Dạ. Có cái gì thôi thì mình xí xóa mình bỏ ha. Dạ. Vì hạnh phúc của con mình. Dạ. Vì những cái niềm vui có đứa cháu. Dạ. Tôi là cháu nội, anh là cháu ngoại Bi. Thì thôi thì mình xí xóa mình bỏ qua để chi. Dạ. Gặp nhau ngoài đường cũng khịa qua khịa lại, ở đâu cũng gây gỗ, đâm ra lớn tuổi nó không giống ai hết. Dạ. Anh qua đây anh kêu cái vụ mà chào ông anh là tôi hết hồn liền. Thôi vậy đi chứ đừng mong đừng á. Xui chứ nó xui lắm đúng không? Nghe anh nói vậy thật sự trong lòng tôi rất là vui. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bỏ qua hết đi anh ha. Coi như là hôm nay vậy nè. Thôi sẵn đây nè, mình không có rượu, không có gì hết. Sẵn có trà. Mình uống á, hai anh em mình uống cái ly trà này. Uống vô coi như là xí xóa hết những cái chuyện mà lâu nay đã hiểu lầm đã xảy ra. Uống nè, uống một ly trà. Hết một ly luôn anh. Anh kêu tôi uống nguyên bình tôi cũng uống à. Huống hồ gì một ly. Trời ơi vậy nha, mình cũng Tôi chuyển tiền cho cô cậu rồi đó. Dạ rồi, em nhận được rồi. Cảm ơn anh. Mình ký hợp đồng nha. Dạ, nhờ anh ký vô đây. Dạ. Dạ anh cứ giữ đi. Dạ còn một bản nữa. Dạ cảm ơn anh. Cô cậu có được người bạn tốt như cô Thúy Liễu quả là điều may mắn. Thúy Liễu là sao? À, chính cô Thúy Liễu đã thuyết phục tôi hợp tác với cô cậu. Và thậm chí cô ấy còn nhờ đến người thân để thuyết phục tôi. Thôi tôi xin phép nha. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ chào anh. Chị Liễu. Ủa sao chị làm như vậy?
Chuyến này thì mình đã nợ cô ấy một lời cảm ơn rồi. Anh nợ cô ấy cả một lời xin lỗi. Má. Gì con? Gì nữa đây? Con pha trà cho má uống nè má. Ừ, má cảm ơn con. Con mời má. Gì vậy? Gì đứng kỳ kỳ vậy? Có chừng hồi nữa nó nổi gân đỏ lên hết bây giờ rồi. Má cho con, cho con xin lỗi chuyện con cản trở tình cảm của má với tía con được không má? Không sao đâu con. Má bây giờ má không còn nghĩ tới cái chuyện tình cảm riêng tư nữa đâu. Con đừng có lo. Nếu như trước đây mình không tìm mọi cách ngăn cản tình cảm của tía và má, thì có thể bây giờ họ đã thành đôi. Bây giờ mình phải làm sao để chuộc lỗi bây giờ? Anh Nam uống nước đi. Cảm ơn em. Anh qua đây là muốn xin lỗi em về chuyện lần trước, đã hiểu lầm nên trách lầm em. Thực sự thì em làm như vậy á là muốn chuộc lại tội lỗi mà trước đây em gây ra cho anh và Thùy An. Anh Nam à, nếu như mà sau này có thêm vài khách hàng nữa thì xưởng của An có cung cấp được không? Em nói vậy là em có khách hàng giới thiệu cho bên anh sao? Ừ, em cũng giới thiệu họ với lại xưởng của An. Và có thể là nay mai họ sẽ gọi. Nhưng mà khách hàng này thì họ hơi khó tính. Có điều họ nhập số lượng hàng rất là lớn. Nếu như mà được á thì sau này công việc sợ là không làm hết đâu. Được như vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn em. Anh Nam nè, sau cái ngày đám cưới của Minh Khang và Thùy An, chú Nam với lại dì Thu, em sẽ quay trở về Mỹ. Em hy vọng là chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nha. Tất nhiên rồi. Thật sự thì em cũng nhận ra được một điều. Tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng. Bây giờ em sẽ phối hợp với công an để điều tra những hành vi sai trái của bọn Chanh, Tính và Phú. Thực sự là những hành vi sai trái của em trước đây em thấy rất là tội lỗi. Nhưng mà may là cũng không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Chứ không thì bây giờ em sẽ... Quan trọng là em có thái độ ăn năn hối lỗi, biết phục thiện, như vậy là tốt. Họ đúng là người tốt. Anh trả tiền lại cho tôi. Anh trả tiền lại cho tôi. Anh Cương, anh vừa phải thôi chứ. Anh suốt ngày anh không lo làm ăn, anh cờ bạc rượu chè, rồi anh hành hạ tôi. Anh lấy tiền của tôi, tiền của tôi để dành sinh con mà. Mày sống không nổi á thì cuốn gói về nhà tí má mày sống đi, tao không cần. Tôi lầm khi mà tôi lấy anh. Mày ngu thì mày ráng chịu. Thứ mày trai. Giờ sao đây ca? Không được con, không được. Chỉ giờ vậy. Sao anh? Ba đứa mình chia ra ba ngã chạy đi. Không thôi chạy như vậy á, công an mà bắt được là bắt nguyên chùm luôn. Để đi. Thôi không được, em phải đi chung với anh chứ. Anh định bỏ em sao vậy? Bỏ cái gì? Trời ơi, bây giờ thì phải vậy đi. Rồi có gì gặp lại mày sau. Dạ. Để đi. Dạ. Anh với em đi ngõ này. Dạ. Anh, chờ em. Đứng dậy. Chạy đâu cho thoát. Anh chị đừng có trốn nữa. Đứng lên. Ra đây. Mời anh chị theo tôi về quý ban. Dạ. Tối ngày không lo làm ăn. Cờ bạc. Tối ngày không lo làm ăn. Giết là hư người hết.
Hãy đứng lại. Lại. Dạ em lại. Em lại nha anh. Mọi chuyện là do anh tính với tranh chứ không phải là do em. Dạ các bạn. Bây giờ tôi nói vậy, làm gì làm á, cái đám cưới của Sóc Nhỏ đó là tôi muốn tổ chức theo cái truyền thống là đám cưới phải có tàn, có lộng rồi này nọ nghe không, cho nó đẹp. Đồng ý. Cái gì chứ truyền thống là phải giữ, có đầy đủ rồi. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là sau khi cưới xong á là hai đứa nó về ở bên nhà tôi luôn. Thôi, cho nó về ở nhà tôi chứ, nó phải về nhà chồng chứ. Không, nó phải tôi bắt rễ mà. Thôi tôi bắt dâu chứ. Tôi bắt rễ để còn phòng để cho bà Thu ở nữa chứ. Không, nhà tôi rộng lắm, để tôi bắt dâu đi. Dạ tụi con tính hết rồi. Đám cưới xong tụi con ra riêng. Dạ. Vậy đi, khỏi phải dành nữa, vậy cho công bằng. Vậy hả, vậy cũng được, cũng được. Nhưng mà con thấy bây giờ ba cái đám cưới mình đã chung một cá chung bình tráng luôn. Cảm ơn mọi người đã tác hợp tôi với anh Sáu. Nhưng mà tôi với ảnh á cũng đã nhận ra rằng là cái tuổi già cũng cần phải có người bầu bạn để mà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc nhất á là được con cháu quây quần bên cạnh nè ha. Rồi đó là lo lắng cho nhau nè ha. Như vậy là cũng đủ vui rồi đúng không? Ngoài ra chúng tôi cũng còn cái tình bạn bè với nhau nè, tình xu gia nè, rồi tình làng xóm nè. Như vậy á thì nó cũng là đề huề, sống vui vẻ trọn vẹn rồi, để cho khoảng đời còn lại, đúng không? Tôi á thì tôi cũng vậy, tôi cũng tính vậy đó. Tôi như chị hả? Tính vậy thì tôi về Mỹ lại à nghe. Tao chỉ tính vậy là tình cảm là của tôi với anh Sáu nè, với chị Tám là hồi xưa giờ là bạn bè như vậy. Còn đây là phải đặc biệt hơn, cái tình cảm đặc biệt hơn chứ. Trời ơi, đây là khác. Cười chứ, cười. Tôi nói nghe, nói với hồi nãy giờ bao nhiêu cái ý mà tôi muốn nói với mọi người là bà nói hết rồi. Ừ. Thì thôi thì tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người vui vẻ, hòa thuận như nhau vậy là được rồi. Vậy được rồi, vậy. Dạ sẵn đây, cả nhà đang có chuyện vui, con cũng báo một chuyện vui cho cả nhà biết luôn. Chuyện gì vậy? Rồi chuyện có gì? Con trai phải không? Trời ơi, chưa có đi siêu âm mà con trai gì? Chuyện khác chưa nữa hả? Chuyện gì vậy con? Dạ thưa tía, thưa bác, thưa dì Thu, thưa má, công an đã vào cuộc điều tra rồi và cuối cùng cũng bắt được bọn cho dai rồi. Bây giờ bắt tính phải chịu trách nhiệm nữa, gia đình con được trả lại sổ đỏ nữa. Vậy thì cuối cùng á mọi chuyện cũng ổn thỏa. Dạ. Vậy là gia đình mình á là có cái niềm vui trọn vẹn rồi. Nói mà nó nghe, a ha a ha. Nói ba nó nghe, a ha a ha a ha. Nghe chuyện nhà tôi xuôi gian khác câu, nồi cơm chưa đâu bao giờ mới chín cơm. Em xuôi cho ngót cái chữ xuôi ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi. Sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, chị xui ơi. Yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui, ông xui à. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói mà nó nghe, a ha a ha a ha. Nói ba nó nghe, a ha a ha a ha. Cái chuyện nhà tôi xui gia khác khấu, nồi cơm chưa nấu bao giờ mới chín cơm. Nói mà nó nghe, a ha a ha a ha. Nói ba nó nghe, a ha a ha a ha. Cái chuyện xui gia ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Thank you.
Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, không gia bền chắc lo lắng cái chuyện mừng ăn. Nói má nó nghe, a ha, a ha, a ha, nói ba nó nghe, a ha, a ha, a ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khá khấu, nồi cơm chưa nấu bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe, a ha, a ha, a ha, nói ba nó nghe, a ha, a ha, a ha. Cái chuyện xui da ông sao bà tâm, đầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Nói má nó nghe, a ha, a ha, a ha, nói ba nó nghe, a ha, a ha, a ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khát khâu, nồi cơm chưa nấu bao giờ mới chín cơm. Nói ba nó nghe, a ha, a ha, a ha, nói ba nó nghe, a ha, a ha, a ha. Cái chuyện xui da ông sao bà tâm, đầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Từ đây hai họ ấm tình suối giang.